Vâng, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với livestream của nhà sành Lucy. Ngày hôm nay thì nhà sành Lucy sẽ giới thiệu đến quý anh chị những sản phẩm quần gió đồng giá là 220k trên một sản phẩm bất kỳ và đã bao gồm phí ship trên toàn quốc. Quý anh chị chúng ta ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337 707 398 để nhà sành Lucy tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho quý anh chị. Thời gian làm việc của nhà sành Lucy là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với những sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Sản phẩm đầu tiên là sản phẩm Lucy giới thiệu đến quý chị sẽ là một sản phẩm quần giò với tông màu xanh than, một thiết kế form dáng vuông và form dáng của mình sẽ là một cái form tương đối ôm dành cho các nào yêu thích sự gọn gàng, trẻ trung thì chúng ta lựa chọn sản phẩm này. Mã sản phẩm sẽ là G459, chiều dài là 100, bụng là 74-88, đùi là 24 và ống sẽ là 16cm size XL. Và đây sẽ là một thiết kế đến từ thương hiệu Philcor. Bên trên cúc của quần mình cũng có dập tên của thương hiệu và bên trong này mình sẽ có tên thương hiệu ở bên trong luôn. Cặp sẽ là cặp chuột co giãn rất là tốt và sẽ có đầy đủ cúc và khóa cho quý anh chị chúng ta sử dụng. Thiết kế túi sẽ là túi có khóa cẩn thận, quý anh chị có thể là đựng đồ mình bảo quản rất là tốt. Mà đằng sau thì cũng có túi cho quý anh chị chúng ta đựng ví tiền điện thoại. Và form của em này sẽ là một cái thiết kế form mặc rất là năng động trẻ trung. Tông màu xanh than thì quý anh chị chúng ta yên tâm là phối đồ cũng rất là đơn giản dễ dàng. Mã sản phẩm sẽ là G459. Và sản phẩm tiếp theo chúng ta sẽ đến với một sản phẩm quần gió cũng với tông màu xanh than. Ở đây sẽ là một cái thiết kế có hai cái đường kẻ đen ở hai bên ống quần, một cái thiết kế form dáng đơn giản thể thao cho quý anh chị chúng ta lựa chọn mặc hàng ngày hoặc mặc đi tập luyện thể dục thể thao cũng rất là ok. Và mã sẽ là G460, chiều dài là 102, bụng là 80-108, đùi là 32 và cái ống của mình sẽ là một cái thiết kế có dây rút cho quý chị chúng ta điều chỉnh cái phần gấu quần sao cho nó vừa vặn với cái cổ chân của mình. Cặp thì là cặp chuột co giãn rất là tốt và đây sẽ là một thiết kế đến từ thương hiệu Spending, tem mác đầy đủ. Mã của sản phẩm là G460 với cái chất liệu của mình là lớp gió hai lớp này, bên ngoài là gió, bên trong là một cái phần lót lông rất là ấm luôn, thích hợp cho quý chị chúng ta lựa chọn mặc trong mùa đông năm nay. Mã sản phẩm là G460, thiết kế quần gió form dáng vuông, ống rộng rãi thoải mái. Tiếp theo mình sẽ đến với một sản phẩm quần gió của nhà Tigora. Bên trên ống quần có một phần thêu tên cũng như là logo của thương hiệu. Thiết kế sẽ là có hai cái phần đường kẻ trắng ở hai bên ống quần. Nhìn chung cũng là một cái thiết kế trông rất là thể thao năng động. Và mã của sản phẩm này sẽ là G461. Các thông số như sau: chiều dài 109, bụng là 76-110, đùi là 33 và ống sẽ là 22cm. Chất liệu gió của mình là chất liệu gió hai lớp. Bên trong có thêm một cái phần lót lưới này, đảm bảo quý chị chúng ta mặc rất là thoải mái dễ chịu mà lại còn chắn gió chống bụi cũng rất là tốt. Quý chị có thể lựa em này chúng ta mặc đi tập luyện thể dục thể thao, chạy bộ, đạp xe ánh sáng cũng rất là ok. Tông màu đen cực kỳ dễ mặc dễ dùng và mã sản phẩm sẽ là G461. Form dáng của mình là một cái form tương đối là rộng rãi thoải mái. Tiếp theo thì sẽ là một con quần cũng với cái tông màu đen. Con này thì sẽ có mã là G462, chiều dài sẽ là 99, bụng là 70-86, đùi là 29 và ống sẽ là 24cm. Hai bên ống quần thì sẽ là cái thiết kế vải có lưới này, lỗ này, quý chị chúng ta mặc nó sẽ rất là thông thoáng cho quý chị. Hoàn toàn có thể lựa này mình đi tập luyện thể dục thể thao thì rất là hợp lý rồi. Chất liệu sẽ là cái chất liệu vải mềm mịn, mặc đi ngủ cũng được hoặc đi tập luyện thể dục thể thao thì cũng rất là ok. Chất liệu vải cực kỳ thông thoáng. Mã của sản phẩm này thì sẽ là mã G464. Sản phẩm của mình sẽ có mã là G462. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì liên hệ cho nhà sành Lucy để đặt hàng em này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một sản phẩm có mã là G463, chiều dài là 92, bụng là 56-80, đùi là 29 và ống sẽ là 24cm size S. Sản phẩm này của mình sẽ là một cái form dáng suông, ống của nó sẽ là một cái thiết kế ống cũng rất là rộng rãi thoải mái. Đây sẽ là một sản phẩm đến từ thương hiệu ASICS, một thương hiệu đến từ Nhật Bản cũng với thiết kế đầy đủ túi trước, túi sau để quý chị chúng ta có thể sử dụng mã G463. Bác nào yêu thích những cái form dáng đơn giản thể thao thì quý chị chúng ta có thể lựa chọn em này của nhà ASICS, cũng là một cái sự lựa chọn rất là ok. Tông màu xanh than cũng rất là dễ để quý chị chúng ta sử dụng.
Và sản phẩm tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm quần gió của thương hiệu Mizuno. Mình có một cái phần thêu tên cũng như là logo của thương hiệu ở bên trên ống quần. Mã là G464, chiều dài là 112, bụng là 72-88, đùi là 33 và ống là 21cm size 2XL. Dành cho bác nào chúng ta thể trạng cao to thì quý chị chúng ta nhanh tay lựa cho em này, sẽ là một sản phẩm mặc vừa bạn mà mặc cực kỳ thoải mái luôn. Với cái tông màu xanh than thì quý chị chúng ta mặc vừa trẻ trung mà vừa dễ để quý chị chúng ta phối đồ. Thiết kế của mình cũng là một cái thiết kế form dáng thể thao năng động với các cái phần đường thiết kế màu trắng này, nói chung là hình in rất là đẹp. Mã của sản phẩm này là G464, cũng đầy đủ túi cho quý chị chúng ta dùng, và cạp của mình là cạp chun co giãn rất là tốt. Sản phẩm tiếp theo chúng ta sẽ đến với một sản phẩm quần với tông màu green. Và con này thì sẽ có mã là G465, chiều dài là 109, bụng là 70-90, đùi là 34 và ống là 15-20cm, thì chị có thể mặc vừa. Cái phần gấu của mình là được bo chu này và có thêm một cái đường kéo khóa ở đây để quý chị chúng ta có thể điều chỉnh cái phần gấu quần. Thiết kế rất là hay, có thêm hai cái đường kẻ màu cam ở hai bên ống quần, cũng là một cái thiết kế form dáng rất là thể thao năng động. Và cái chất liệu của mình thì sẽ là cái chất liệu gió một lớp thôi, nhưng mà đảm bảo là vẫn có cái độ dày dặn để quý chị chúng ta mặc chắn gió chống bụi rất là tốt. Mã sản phẩm này sẽ là G465. Quý chị chúng ta yêu thích dáng cái form dáng cũng như là cái màu sắc thiết kế của sản phẩm này thì có thể là liên hệ cho nhà sành được gì để đặt hàng em này. Cũng là một cái sản phẩm với cái tông màu lên form dáng cực kỳ trẻ trung. Tiếp theo thì chúng ta đến với một sản phẩm quần gió tông màu ghi. Con này sẽ có mã là G466, chiều dài là 99, bụng là 84-96, đùi là 32 và ống sẽ là 21cm, size L, form dáng suông, ống cực kỳ rộng rãi thoải mái cho quý chị chúng ta lựa cho em này. Mình mặc ở nhà, mặc đi ngủ cũng như là mặc đi tập luyện thể dục thể thao buổi sáng rất là ok. Cạp thì sẽ là cạp chun, có thêm một cái phần dây rút ở bên trong để quý chị chúng ta điều chỉnh cái cạp sao cho nó vừa vặn với cái số đo vòng bụng của mình. Cũng không thể nào mà thiếu được các phần túi chéo cho quý chị chúng ta sử dụng rồi. Và đây sẽ là một thiết kế đến từ thương hiệu Hết, tem mác của sản phẩm này, và mã sẽ là G466, tông màu ghi, mặc cực kỳ là trẻ trung năng động. Tiếp theo chúng ta có một sản phẩm quần với cái tông màu trắng ngà. Con này sẽ có mã là G467, chiều dài là 91, bụng là 70-80, đùi là 28 và ống sẽ là 11-15cm. Thiết kế của mình sẽ là thiết kế ống quần ôm. Bác nào muốn mặc gọn gàng để mặc những cái sản phẩm chúng ta mặc ở nhà, mặc đi ngủ thì quý chị có thể lựa cho em này. Chất liệu cũng là cái chất liệu vải gió mềm mịn, và cạp của mình là cạp chun có phần dây đai để quý chị chúng ta có thể điều chỉnh cái cạp. Mà đằng sau thì sẽ là có túi này, có khóa cho quý chị luôn, rất là cẩn thận. Mã của sản phẩm này sẽ là mã G467, tông màu tương đối sáng cho bác nào muốn mặc kiểu trẻ trung gọn gàng thì chúng ta lựa chọn em này. Tiếp theo thì sẽ là một sản phẩm quần với tông màu đen. Con này sẽ là một thiết kế đến từ thương hiệu Cam 7, mã sẽ là G468, chiều dài là 89 này, bụng là 84-100, đùi là 31,5 và ống sẽ là 19cm size L. Một thiết kế quần với tông màu đen, và cái ống của mình là một cái ống tương đối là rộng rãi thoải mái. Nó không phải là một cái ống quá rộng mà cũng không quá ôm. Khi mà mặc lên chúng ta mặc vào một cái form dáng rất là vừa vặn vừa đẹp luôn. Tông màu đen thì rất là dễ để quý chị chúng ta sử dụng rồi, và thiết kế của em này cũng rất là lịch sự mà cũng không kém phần năng động, nên là quý chị hoàn toàn có thể lựa em này chúng ta mặc đi chơi cũng rất là hợp lý. Ở không thì quý chị chúng ta mặc đi tập luyện thể dục thể thao cũng rất là ok. Cạp chun co giãn tốt và cũng có dây đai cho quý chị chúng ta điều chỉnh form dáng bên này rất là đẹp luôn. Và mã của sản phẩm này sẽ là mã G468. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm của quần gió của nhà Champion. Bên trên phần ống quần mình có một cái phần logo của Champion. Mã là G469, chiều dài là 93, bụng là 60-78, đùi là 28 và ống sẽ là 22cm. Cái phần cạp của mình sẽ là cạp chu này, co giãn rất là tốt, chất liệu gió mềm mịn, và cái chất liệu của mình sẽ là cái chất liệu vải gió một lớp. Phần gấu quần thì được bo chu này. Tuy nhiên con này sẽ có một cái khuyết điểm nho nhỏ là nó sẽ có một cái vết thủng nhỏ ở đằng sau. Nói chung là một cái vết thủng siêu siêu bé thôi, nên là quý chị chúng ta có thể là không quá kỹ tính, chúng ta có thể là bỏ qua được cái lỗi này của sản phẩm. Chúng ta cân nhắc để lựa chọn em này, mặc ở nhà, mặc đi ngủ cũng rất là ok. Mã sản phẩm sẽ là G469, một thiết kế của đến từ thương hiệu Champion, với cái tông màu tương đối sáng, mặc rất là trẻ trung. Sản phẩm tiếp theo sẽ là một con với cái tông màu ghi sáng, một thiết kế đến từ thương hiệu Yoshida. Mã sẽ là G470, chiều dài là 102, bụng là 62-80, đùi là 28 và ống sẽ là 17-20cm.
Cái phần gấu của mình cũng là cái phần gấu có chun co giãn này, và có thêm một cái đường kéo khóa để quý chị chúng ta điều chỉnh cái phần gấu sao cho mà nó rộng rãi thoải mái vừa vặn để quý chị chúng ta sử dụng. Thiết kế cũng có cái phần túi chéo rộng rãi, và cạp cũng là cạp chun. Những cái thiết kế cạp chun thì mặc rất là thoải mái rồi. Con này sẽ pha phối thêm những cái đường viền màu đỏ để cho cái sản phẩm của mình trông nó có tính thể thao hơn. Mã của sản phẩm này sẽ là mã G470, và các thông số quý chị chúng ta có thể là coi thêm ở phía bên tay trái màn hình của mình. Form dáng của em này sẽ là một cái form suông, mặc cũng rất là gọn gàng và cái tông màu của nó cũng rất là đẹp nữa. Sản phẩm tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm quần gió tông màu đen của nhà Converse. Sản phẩm này sẽ có mã là G471, chiều dài là 102, bụng là 70-98, đùi là 32 và ống sẽ là 22cm. Bên trên ống quần mình có một cái logo của Converse, một thiết kế quần gió tông màu đen cũng tương đối basic đơn giản, đến từ thương hiệu Converse, và chất liệu của mình sẽ là cái chất liệu gió dày dặn. Bên trong sẽ là một cái phần lót nỉ, nên là quý anh chị nào mà chúng ta đang có nhu cầu tìm kiếm những sản phẩm quần gió trong mùa đông năm nay thì quý anh chị chúng ta có thể là cân nhắc lựa chọn em này. Cạp chun và có thêm một cái phần đai bằng nhựa cho quý anh chị chúng ta điều chỉnh phần cạp. Mã của sản phẩm là G471, một thiết kế form dáng suông, ống rộng dai đến từ thương hiệu Converse. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một sản phẩm quần với cái tông màu ghi đậm. Sản phẩm có mã là G472, chiều dài là 104, bụng là 72-106, đùi là 32 và ống sẽ là 21cm. Cùng với cái thiết kế cạp chun co giãn tốt này, hai bên đường viền sẽ là một cái đường kẻ đen. Và form cái này cũng là một cái form suông rộng rãi. Chất liệu của mình là chất liệu hai lớp, bên trong có một phần lót nỉ. Và nói chung là giữ ấm cũng rất là tốt, chắn gió chống bụi cũng rất là ok. Quý chị có thể yên tâm lựa chọn em này mặc trong cái mùa đông năm nay rất là hợp lý. Mã là G472. Bác nào mà yêu thích sản phẩm này thì có thể là liên hệ cho nhà xanh đồ gì để đặt hàng em này. Đây là một thiết kế đến từ thương hiệu Kempa USA. Ở quý chị có thể đến bên trên ống quần mình có cái hình theo tên của thương hiệu. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm quần gió cũng có cái tông màu đen rất là dễ dùng. Một sản phẩm tiếp theo của nhà Converse. Mã của sản phẩm sẽ là G473, chiều dài là 102, bụng là 66-96, đùi là 31 và cái ống của mình cũng là cái ống có dây rút có thể điều chỉnh được. Tông màu sẽ là cái tông màu ghi đậm, mặc rất là đẹp, rất là trẻ trung, form dáng suông, dễ mặc dễ dùng và cũng rất là dễ để quý chị chúng ta phối đồ với các trang phục khác nhau. Bên trong sẽ là một cái lớp lót nỉ cực kỳ dày dặn. Bác nào mà đang tìm kiếm sản phẩm để chúng ta mặc trong mùa đông năm nay thì nhanh tay lựa chọn em này. Một sản phẩm form dáng đẹp mà lại giữ ấm, chắn gió chống bụi cũng rất là tốt. Mã của sản phẩm sẽ là mã G473, có thêm các cái phần đai nhựa để quý chị chúng ta có thể điều chỉnh cái phần cạp quần sao cho nó thật là vừa vặn với cái vòng bụng của mình. Sản phẩm tiếp theo thì vẫn là một sản phẩm với tông màu vi. Con này thì sẽ có thiết kế hai cái đường kẻ vàng ở hai bên. Một thiết kế đến từ thương hiệu Kappa. Mã là G474, chiều dài là 91 này, bụng là 78-98, đùi là 31 và cái ống của mình cũng là cái ống có phần dây rút để quý chị chúng ta có thể điều chỉnh luôn. Chất liệu gió dày dặn, nó sẽ là hàng một lớp nhưng mà chất liệu gió rất dày dặn, đảm bảo mặc đúng form chuẩn form. Bên trên ống quần là một cái logo của Kappa. Mã là G474, form dáng suông cực kỳ dễ mặc dễ dùng. Đưa em này mặc ở nhà, mặc đi ngủ cực kỳ thoải mái, mà mặc đi tập luyện thể dục thể thao cũng rất là hợp lý. Tiếp theo chúng ta có một con quần gió tông màu đen và nó sẽ là có hai cái đường kẹp phối trắng ở hai bên ống quần. Mã của sản phẩm sẽ là G475, chiều dài sẽ là 98, bụng là 60-98, đùi là 33 và ống sẽ là 20cm. Form dáng suông và cái thiết kế ống gấu của em này rất là đẹp luôn. Đây quý anh chị có thể quan sát ra xa một chút cho quý anh chị chúng ta nhìn cái phần gấu này, làm rất là đẹp. Những cái thiết kế gấu như này quý anh chị chúng ta mặc lên rất là trẻ trung. Và cái phần gấu này còn có thêm một cái đường khóa đó, quý anh chị có thể để nguyên như này mặc cũng được, hoặc nếu mà quý anh chị nào chúng ta muốn mặc rộng thì mình kéo cái phần khóa này lên. Tuy nhiên thì cái sản phẩm của mình nó sẽ là hơi có một vài các cái vết bẩn này, nó sẽ có một vài cái vết bẩn ở cái phần đường màu trắng này. Một cái phần đường can màu trắng này nó sẽ hơi có một vài vết bẩn, do là cái màu trắng này nó cũng dễ bị bám bẩn, nên là hy vọng quý chị chúng ta có thể bỏ qua cái lỗi này. Nhìn chung cũng là một cái sản phẩm quần gió rất là đẹp, thiết kế đơn giản cho quý chị chúng ta sử dụng hàng ngày. Mã là G475. Đây quý chị có thể coi lại toàn bộ form dáng của sản phẩm, ở đây sẽ là một thiết kế đến từ thương hiệu Hết. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một sản phẩm quần gió tông màu đen.
Sản phẩm này thì sẽ có mã là G476, chiều dài là 99, bụng là 72-92, đùi là 27 và cái ống cũng lại là cái ống có dây rút, quý chị có thể điều chỉnh được. Chất liệu gió dày dặn, bên trong có cái phần lót nỉ bông rất là ấm áp luôn. Và thiết kế cạp cũng là cạp cọ bo chun, có thiết kế đầy đủ cúc và khóa cho quý chị. Chúng ta dùng hai cái phần túi chéo hai bên cũng rất là rộng rãi thoải mái để quý chị chúng ta có thể sử dụng mình đựng ví tiền điện thoại, và đằng sau cũng có túi luôn. Và mã sản phẩm là G476, thiết kế quần gió form dán suông tông màu đen, dễ mặc dễ dùng mà cũng rất là dễ để phối đồ. Mã là G476. Sản phẩm tiếp theo cũng lại là một con quần với cái tông màu đen, hai bên ống quần sẽ có các cái đường kẻ màu trắng này. Và mã của sản phẩm này sẽ là mã G477, chiều dài là 98, bụng là 64-80, đùi là 33 và ống sẽ là 21cm size L. Form dáng của sản phẩm là một cái form dáng suông rất là rộng rãi thoải mái để quý chị chúng ta lựa chọn chúng ta sử dụng em này. Chất liệu sẽ là chất liệu gió hai lớp dày dặn và bên trong sẽ có thêm một miếng vải, một cái phần vải lót rất là dày dặn và cũng rất là mềm mịn, nên là quý chị chúng ta mặc rất là thoải mái dễ chịu. Và phần gấu quần của mình cũng có thiết kế một đường cúc này, một cái phần đường cúc bấm, quý chị chúng ta có thể là mở bớt cái cúc này ra, mặc ống cho nó rộng để chúng ta mặc cho nó thoải mái dễ chịu. Bên trên ống quần sẽ là một cái logo của thương hiệu, form dáng suông này, ống rất là rộng rãi thoải mái. Và mã của sản phẩm này sẽ là G477. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm quần với tông màu xanh than, một thiết kế của nhà Mizuno. Mã sẽ là G478, chiều dài là 108, bụng là 74-82, đùi là 33 và ống sẽ là 17cm size 2XL. Form dáng quần này là một cái form suông, tuy nhiên thì nó sẽ rất là gọn gàng vì là cái đường gấu quần mình đã được bo chun, có thêm cái đường khóa này. Quý chị chúng ta có thể là điều chỉnh cái phần gấu này. Chất liệu gió mềm mịn, đảm bảo là mặc rất là thích. Cũng đầy đủ túi cho quý chị chúng ta dùng luôn, cả chun co giãn tốt. Và mã sẽ là G478, một thiết kế đến từ thương hiệu Mizuno, với cái form dáng cũng rất là thể thao nhưng mà cũng không kém phần đơn giản basic, cho một cái form dáng cũng rất là thể thao năng động để quý chị chúng ta lựa mặc hàng ngày hoặc là có thể mặc đi tập luyện thể dục thể thao. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm quần gió với cái tông màu đen, một cái thiết kế cũng vô cùng là đơn giản cho các bác nào yêu thích sự tối giản thì chúng ta lựa chọn em này. Mã sẽ là G479, chiều dài là 97, bụng là 68-100, đùi là 32 và ống sẽ là 17cm. Thiết kế cạp chun, hai bên ống quần có một cái đường kẻ trắng. Nói chung cũng là một cái sản phẩm vô cùng là đơn giản, basic để quý chị chúng ta lựa mặc hàng ngày. Chất liệu gió dày dặn và bên trong sẽ là một cái lớp lót nỉ bông rất là dày luôn. Có thêm một cái đường kéo khóa ở ống này, quý chị chúng ta có thể điều chỉnh cho phần ống này. Mã sẽ là G479. Bác nào yêu thích cái tông màu đen để chúng ta mặc cho nó đơn giản, dễ dàng, phối đồ tốt thì chúng ta có thể lựa chọn em này. Và sản phẩm cuối cùng ngày mai sẽ là một sản phẩm quần gió cũng với cái tông màu đen, mã G480, chiều dài là 95, bụng là 68-78, đùi là 25 và ống sẽ là 14cm. Dành cho quý chị nào chúng ta yêu thích sự gọn gàng thì quý chị chúng ta lựa em này, là một cái form tương đối ôm. Chất liệu của mình sẽ là cái chất liệu dày dặn, bên trong sẽ là lót một cái phần nỉ bông rất là ấm luôn. Và phần gấu của mình cũng lại bắt gặp cái chi tiết là có khóa cho quý chị chúng ta điều chỉnh. Bên trên này có cái phần cúc bấm này, cúc khóa làm cũng rất là cẩn thận tỉ mỉ. Mã sẽ là G480, một cái thiết kế đơn giản nhưng mà cũng không kém phần lịch sự, nên là quý chị chúng ta có thể lựa em này, chúng ta mặc đi chơi đi làm cũng rất là ok. Mã sản phẩm là G480. Và đây sẽ là một thiết kế đến từ thương hiệu Uniqlo. Chúng ta có một cái tag đa, một cái tag đen uy tín của Uniqlo ở bên trong, mã G480. Và đây sẽ là cái sản phẩm cuối cùng kết thúc buổi live ngày hôm nay. Rất vâng, cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi video live ngày hôm nay. Hy vọng là quý chị chúng ta có thể lựa cho mình những cái sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự ưng ý. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những video live tiếp theo.